Ủa cái xe này mới lạ là ngơ Hương. Thôi cái máy quay đi. Nè cái này xe gì vậy? Ủa chiếc xe giống như cái hình tam giác vậy trời. Hình lục giác giống như chứ. cái con à xe điện, electric car. À xe điện hả? Electric car. Năm mấy? 1970 hả? Lúc đem mới đẻ ra luôn hả? Oh, wow. Lúc con Hương chưa đẻ nữa. Xe thời Câm Thơ mới đẻ. Giống như người ngoài hành tinh quá à. Cái mỏ, cái kiểu này nè. Đó, cái bình chặt điện đó. À, hồi xưa là nó đã có xe điện rồi ha. Cái này 1980 cũng mới nè. Ờ, cái này thì thấy giống của mình rồi. Cái này là 1997 mới. Không, giống thời mình rồi. Thời mình rồi. Trời, cái xe gì? Xe màu cam. Ủa, còn cái này gì đây? Ủa, xe gì lạ vậy? Cách xa cô là gì trời? Có chiếc xe màu vàng bên kia Hương. Thôi cái đó cũng giống thời của mình ha. U trạm xăng nè. Trạm xăng hồi xưa nè. Chữa cháy. Giờ xe chữa cháy hồi xưa cũng nhỏ xíu hả? Ồ đây có chiếc xe màu cam. Michigan nè. Michigan là ở đây nè. Xe màu cam của bà Câm Thơ. Màu này là 1963. Chrysler cũng mới, cũng gần đây, không có xa. Câm Thơ đang đi kiếm màu không này. Có xưa lắm. Màu này cam không có tươi, tao không thích, tôi thích màu cam tươi à. Wow, đít xe cũng đẹp quá, cái đuôi xe cũng đẹp quá ha. Đẹp không? Mấy cái cổ máy của nó nè. Chiếc xe này xe gì đây? Sống giống xe ngựa vậy ha, nhưng mà nó tân tiến hơn xe ngựa. Ồ cũng đẹp ghê. Để mấy cái ghế ở trên đẹp ghê ha. Nè. Wow, cái đầu xe của nó nè. Đẹp quá ha. Ồ. Lạ đi. Trời, cái trên kia có chiếc xe cổ đẹp quá cả Hương. Trên đó nè. Nhiều lắm. Khoan đã. Để mình quay bên này trước xe đi. Xe tổng thống đi đó. Tổng thống đi xe là sao màu đen á hả? Ý, khoan đã, để coi cái này cái gì đây? Cái gì đây Hương? Cái cassette á, thời xưa á. Hồi cho em bé. Chiếu cái cassette thời xưa nè. Nó làm trong xe luôn. Rồi, cassette thời xưa nè. Nó để cho mình thấy hai cái khác nhau. Thời xưa vui ha. Hồi xưa nhớ xíu à. Trời, cái xe màu xanh này đẹp quá ha. Trời, nó mở ra cho mình coi luôn kìa. Ô, quá ngồi ngộ chứ. Sao, ủa, sao lái ở dừa. Ủa sao ngộ vậy? Ô, ngộ không? Nè, người lái ở dừa nè. Rồi người ngồi sau lưng nè. Đâu? Nè, người lái là ở dừa nè. Ừ. Hai người ngồi sau lưng để coi em bé. Ồ. Năm 1957. Đây nè, người lái rồi nè. Người lái ở giữa. Ví dụ có em bé thì bà vợ ngồi đó, em bé ngồi. Xe được 5 chỗ ngồi. Ồ, nhiều lắm á. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5, 5 người lớn, 1 em bé. Ừ. Với 1 người lái nữa. Đẹp ha. Màu đẹp ghê á. Ngủ quá hả? Ừ. Nghe nói nè. Safety first nè, xe này là an toàn. À, xe này an toàn. Not năm mấy? Không có cái... À, 1950. Xe này hồi nên xưa của tổng thống nè. Bây giờ bấm bắp nè. Thôi bây giờ bắt đầu từ đây đi. Đây là xe chở tổng thống đầu tiên. Năm 1902. Tới năm 1928. Vô này là sử dụng từ đây tới đây. Trời ơi. Đây, xe tổng thống đầu tiên ở đây. Bây giờ bắt đầu tiếp theo. Tiếp theo là xe chở tổng thống. Xe chở tổng thống lần thứ nhì. Thứ nhì nè, Lincoln 1939 tới năm 1950. Đó, cái xe này chở tổng thống nè.
Wow, cái này là chiếc xe chở tổng thống đời tiếp theo. Đời tiếp theo nè các bạn. Đây là từ năm 1950 cho tới 67 là năm bà Gigi bà đẻ ra đó. Đó. Lincoln nè. Đây bên này là ba chiếc mới sau. Hai chiếc hả? Hai chiếc đời mới nhất sau này. Đây. Chiếc này để coi coi năm mấy nha. Kennedy hả? Wow. Ừ. 1961. Gia đình Kennedy đang đi nè. Ừ. Năm 1961 tới năm 1977 là ông Kennedy đi chiếc này. Trời ơi. Ồ. Đây là cái này là nó ghi nè. President nè. Thấy không các bạn? Coi, đọc coi. Cái này là Nixon, tổng thống Nixon. Tổng thống Nixon. Năm 1972, chiếc Lincoln. Từ 72 tới 1992. Tổng thống nè. Đó, như cho anh ta thấy. Hết rồi. Hết rồi. 72 là hết rồi. Wow, chiếc xe này nó cứng lắm luôn đó nha. Giỡn đâu. Chiếc Lincoln. Đây là phòng triển lãm về máy xe. Thôi khỏi đi ha. Máy xe khỏi đi. Trời ơi, đi chắc nó xoán luôn quá. Ồ, cái này gì nè. Hương. Điện thoại. Wow. Ủa, cái này nó cũng làm điện thoại nữa ha. Nè, hồi xưa nè, telephone nè. Đấy, cái điện thoại này xưa nè. Motorola. À, cái này thời nay, gần đây rồi ha. Có Motorola nè. Cái này là mới, đời mới bây giờ nè. Đẹp quá các bạn. Nhớ hồi xưa mấy cái phim á, mình coi á, mình coi phim á, mình thấy cái phim, mấy cái phim hồi xưa. Ở trên này là hồi xưa nè. Dưới này cũng hơi xưa. Rồi ở dưới này là bắt đầu mình giống như hồi xưa mình có cái điện thoại mà xoay này nè, màu xanh nè, Hương nhớ không? Đúng rồi. Đó, lấy cái xoay bằng cái lỗ đó. 80 mấy. Xong bắt đầu tới đây là nó bấm số nè, một kem nè. Đó, cái này nhớ cái phim, mấy cái phim hồi xưa phim không? Đúng rồi. Nó hay chiếu nè. Bác sĩ vậy đó. Coi trời, cái điện thoại này ngộ đẹp quá. Nó nghe bằng cái ống như cái loi. Là cái hình cái con. Nè, bắt đầu tới đây nè, đời của mình luôn nè. Hồi xưa mình hay cái gì, cái người ta kêu bằng cái đồ đập đá đó nè. Điện thoại là cái đồ đập đá của mình hồi xưa mình cũng có nè. Rồi cái này là điện thoại mà vui quá ha. Trời ơi coi nè, đẹp quá. Cái này thì thôi Tám không có quay mấy cái này đâu. Mấy này mà ai mà mê mấy cái máy cổ máy này kia thì có thể có dịp thì đến đây coi kỹ hơn. Còn Tám chỉ chiếu những cái gì mà nó đơn giản mà Tám khoái, Tám chiếu thôi. Tại vì nó rất là bự, nó rất là lớn, đi không có thời gian đi hết. Cái này gì á Hương? Hương, coi cái gì đây? Con cái gì đây? Ủa, con ma quá vậy? Kỵ sĩ á. Kỵ sĩ không đầu hả? Cởi ngựa. À, ông kỵ sĩ giống cởi ngựa nè. Hồi xưa nè. Chợ giỡn nè, thiếu nè. Năm 1954 kìa. Drinking fountain đó. Cái này là cái đồ uống nước á. Nó xịt cho người ta uống nước. Thời xưa. Rồi, giỡn xíu rồi vậy. Cũng đề xét luôn kìa. Ừ. Là xe bus hồi xưa. Xe bus.
1955. Đi lên xe buýt coi coi. Nó cho lên. Nó cho lên xe buýt nè. Cái này nó cho lên xe buýt nè. Không được. Cái chỗ lái xe lên Hương. Ồ, cái chỗ này chỗ lái xe buýt. The bus a long time ago. Yes. What 1948. Oh, 1948. 1948. Thank you. Thấy cũng giống giống bây giờ chứ không có gì đâu khác đó, ha. Thôi tối quá đi vô đi xuống đi. Tối quá đi xuống ở này. Trời ơi. À. Đàn violin nè. Nói về ông chủ Henry Ford chơi violin. Ủa vậy hả? Did you know? Trời ơi. Did you know that Henry liked to fiddle? Là có biết là ổng là người chơi violin. Trời ơi, ghê chưa? Giỏi ghê. Ổng lớn lên từ Michigan Farm, một cái farm ở Michigan năm 1888. Ổng gần vô long. Ổng thích nhảy, thích music. Thích nhạc hả? Dạ. Ổng là chủ hãng xe pha đó, Henry. Ổng chủ hãng nè, trên Phù Long. Này là ghế khẩu cũ của ổng. Này là lâu rồi, những cái đồng của ổng đó. Này của ổng hết đó hả? À, của ổng hết đó, hồi xưa đó. Hồi xưa mấy cái này của ổng đó, ổng cũng trưng bày trong này luôn. Dạ. Cái này... Này giống như đầu tàu xe lửa. Ừ. Đầu tàu mình chưa chiếu nè. Chưa, mấy này mới. Mình chưa có chiếu. Steam Traction Engineer là những cái cỗ máy xe lửa. 1886. Mấy cái nhà này đẹp quá ta. Ôi, dễ thương quá. Rock Đô Hoa. Trời ơi, nhà đẹp quá. Này là nhà, nó ghi là Đô Hào, là nhà của B. Nhà của B. Đô Hào. Trời ơi. Nhà của B. Cái vườn nè. Cái vườn nè, cái giường. Trong đây có cái phòng, cái giường, cái tủ. Trời ơi, đây có cái giường nữa nè. Chờ có một bàn phấn nữa nè. Cái bà này là Đô Hào. Nhà của búp bê, nhà mà đẹp quá hả? Toilet kìa. Toilet. Chơi toilet thì ghét quá. Giờ ngủ. Trời ơi, cái này. Cái này gì đây? Cái vùng khách có cành Noel. Có cái gì? Cái phòng ăn nè. Không. Cái phòng ăn à. Giống như lớn cho chiếu vô bự. Cái bếp nè. Trời ơi. So cute. Nhà của búp bê, cái này là Đô Hào á. Trời đó mình chơi đồ hàng với mình khoái lắm. Chỗ cái gì đây? Cái nồi. Chó à. Cái nhà của con chó. Ồ, đẹp quá à. Nhiều nhà lắm, Đô Hào nhiều nhà lắm. Rồi dễ thương nè. Nè. Cái cổng ngoài. Vô đó. Ờ, cái cổng vô nè. Đây là nhà khác nữa nè. Cái phòng khách kìa. Trời ơi, trời ơi. Cái này giường, ghế salon rồi lắm. Trời ơi, bê nè. Cái giường nó có cái giống như là của công chúa không? Cái này. Có tầng thang đây. Có tầng đi lên nữa nè. Cái phòng khách chân đồ nè. Chân đàn. Trời ơi, nhìn vô như trước mặt nhà nè. Nhà. Trước mặt nhà có cái không cờ. Ừ. Nhà khác. Nằm nghỉ cơ. Phải nằm nghỉ nè. Hồi xưa làm gì có được vậy. Bên đây là cái gì đây? Cũng nhà bức bê luôn mà giống như từng cái A Phật Minh. Rồi đây có hai cái giường.
Người có em bé làm trong nồi này Hương. Chờ nè, bà là con ngồi ăn cơm nè. Ngồi làm gì đây? Cái bếp, cái đó cái bếp đó. Ngồi nghỉ á. Ừ, nghỉ ngơi. Cái cửa nè, cái cửa đi lên, nơi đó đi vô nhà đó. Cầu thang nè. À, cái này cầu thang đi. Em như Bạc Minh đó, đi vô 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 mấy cái nhà nè. Ờ đúng rồi, cái này cái cầu thang đi lên nè. Cái đi vô mấy cái phòng. Nè, đô hao nè. Có khi năm 1925 tới năm 1935. Cái này cái gì vậy? Cái restroom, cái bathroom. Ờ, cái sân rửa mặt đó. Này nhà, nhà ăn. Nhà ăn. Đây này phòng khách, ngồi nghỉ và sofa kìa, ngồi nghỉ. Ờ, nghỉ kìa. Thương quá. Ôi bà rất là thích luôn kìa. Con coi qua đây. Có bộ da. Trời ơi. Có bình trà nữa. Bàn ăn ở đây là cái gì? Cũng là bàn ăn. Cái bộ trà dễ thương quá à. Ủa sao nó làm mấy cái giường đồ giống quá ha. Mà đẹp quá à. Làm nhỏ nhỏ sao làm. Bánh mì kìa. Bánh mì. Hết rồi. Nhiều lắm, bên kia mấy cái nhà lớn. Trời, bên đây cái bự hơn nè Hương. Cái này hồi xưa. Cái bếp thời xưa kìa. Bếp thời xưa kìa. Ôi cái ấm bự chưa. Bằng thiết. Có than nữa nè Hương. Ống khói ra nè. Cái bàn. Tính như thời mới mới hơn cái nãy một chút phải không? 1930. Đây cái tủ lạnh đó hả? Ngộ không? Bếp à. Đúng rồi, giống như cái nhà hồi mà bữa chị Khanh với chị đi vô cái nhà một hơn 100 năm á. Cái nhà này của ta 1930 lắm nè. Cái bếp à. Hương coi này ngộ nè Hương. Nó rớt mấy cái cục xuống nè Hương. Bằng tính thời xưa đó. À, nó rớt xuống đây nè. Cái phần xếp vô đó đó. Ủa 1796. Ủa lạ quá, cái này là cái gì không hiểu. Cái hiện cái tên kìa. Cái này người sợ biết. Ờ, tên nè. Nó rớt với cái cục này xuống đây nè. Nó rớt rớt sao nó xếp vô đây nè các bạn. Mà ta không biết là cái này là ý nghĩa là như thế nào nữa. Xếp rồi. Không biết như thế nào. À mấy người thông minh đó hả. Ờ còn cái này sao. Nó kêu là gì. Lâm Tây Nam Bắc là nó kêu là cái gì? Hướng hả? À, la bàn hả? À, la bàn á, cái này là la bàn. La bàn thì ta chế ra mấy cái này á. Ừ. Giống như đèn đỏ hướng này là hướng cái này là sao nè, cái này quét nè. Ừ, sao quét. À, Đông Tây Nam Bắc. Đông Tây Nam Bắc, cái này là ít nè. Cái này đèn đang đỏ, giờ đang đỏ ít nè. Cái cục đó mà nó lắc hứng nè, lẫn ra hứng đó. Cái la bàn thời xưa. Ngộ quá ha. Đúng rồi, cái la bàn nè. Thôi nè. Để cho mình đi bộ, mình tìm đường á. Cái trong cái này mình không có hiểu lắm nha. Ha. Còn coi mấy cái này mình không có hiểu lắm. Cái này là cái gì biết luôn. À những nhà toán học. À cái đó là cái bằng tính á. Cái mà chị mới nói là cái bằng tính á. A word of number and design. À những người mathematics là toán. Toán học mà người ta nghiên cứu mấy cái rồi. Mình xài á phải không. Bằng tính rồi la bàn rồi đó.
thèn chi, mình không hiểu gì hết. Thôi đi ra. Vừa mới đi một vòng xong, cái chỗ này công nhận là nó rất là hay nha các bạn. Từ nhỏ lớn mới đi lần đầu tiên mà thấy nó hay. Mới đầu Hương nó dắt vô đây, mình ở ngoài mình đi vô mình không biết có cái gì ở trong này, mình đâu có biết. Nó đi vô rồi mình mới biết hay mà. Ha. Công nhận hay ghê. Các bạn nào mà thích xe cổ, xe hơi này kia đó, coi cái này bảo đảm rất là thích. Tám là không có thích lắm nha, mà tám không thích xe hơi lắm á, mà tám còn thích nữa. Hương nó mê lắm, hèn chi nó dắt đi cái này phải à. Hương khoái không? Khoái, rất là thích luôn. Dụ bà hỏi đi đâu nó đi rồi mới biết. Thật sự mình cũng không biết. Nghe nó miêu rùm mê luôn. Mình nghe nó miêu rùm là bảo tàng, là mình thấy nó cũng mình không có như là mình không có mê. Thích mê. Lắm. Mình không có mê những cái bảo tàng lắm. Nhưng mà cái bảo tàng này hay, hay thì nên coi. Nên coi. Nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu sâu bên trong nữa là những cái cổ máy móc này kia thì Tám không có chiếu, tại mấy cái đó Tám không có rành đâu chiếu. Chiếu cũng không biết sao nói sao. Sao. Đó. Mấy cái xe hơi này kia mình chiếu mình biết thưởng thức. Còn mấy cái cổ máy làm sao biết thưởng thức. Ôi, mấy chiếc xe đẹp quá. Ừ. Thì các bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể bay qua đây và mua vé vô đây. À, gọi là nơi đây gọi là Henry Ford Museum. Ở thành phố Detroit, Michigan nha các bạn. Bây giờ mình đi ra ngoài nó rất là lạnh cho nên không thể là mình quay. Mình lo mình trùm áo, mình trùm đầu, mình chạy ra xe. Rất là lạnh nha các bạn. Rất là lạnh, lạnh lắm luôn. Mà đã lỡ tới Detroit rồi lái xe 5 tiếng không? Lái xe 5 tiếng từ Ohio tới Michigan để tìm hiểu, tham quan những cái gì lạ lạ, đẹp đẹp để quay thì hôm nay đã thỏa mãn rồi. Bye bye, thank you, see you again.